mật hạnh của các vị Bồ Tát Viên Thắng. Trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy chư Phật thị hiện ở thế gian này thường xuyên vào cung vàng điện ngọc, thân đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp để hóa độ chúng sinh dễ dàng. Nhưng các vị Bồ Tát thì ngược lại, các ngài thường thị hiện thân tướng xấu xí, sinh vào nhà nghèo hèn hay trong nghịch cảnh éo le, lại còn thể hiện hành động trái ngược, làm cho người thế gian chê bai phỉ báng. Thế nhưng tâm nguyện của các ngài từ bi rộng lớn, theo căn cơ của chúng sinh mà hóa độ. Vì thế trong kinh Bát Nhã nói: Bồ Tát Quán Thế Âm quán năm uẩn đều không, nên vượt qua tất cả khổ nạn. Ngay cả Thi Hào Nguyễn Du trải qua bao thăng trầm của kiếp người cũng nói lên: Kiếp phù sinh như hình như ảnh, có câu rằng dạng pháp giai không, ai ai lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Có lẽ các vị Bồ Tát thấy hàng phàm phu ngu si chúng ta luôn chuộng thích cái đẹp, sống trong tham dục, tai thích nghe lời nói ngọt ngào, mắt ưa nhìn sắc đẹp, thân mặc đồ sang trọng, vân vân, đối với người xinh đẹp giàu sang thì nịnh nọt bợ đỡ, còn đối với người xấu xí nghèo hèn thì khinh bỉ. Cho nên các ngài thị hiện phá tâm chấp ngã cho hàng phàm phu chúng ta. Thực tế trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy có những người kém may mắn, sinh ra trong hoàn cảnh nhà nghèo, hoặc gặp cha mẹ chia tay, hay sinh trong hoàn cảnh ngoài ý muốn của cha mẹ, lại còn mang thân tướng xấu xí, thì họ bị mọi người xem thường, khinh bỉ, nên trên bước đường đời của họ luôn gặp nhiều thăng trầm sóng gió. Chính vì nếm nỗi đau bất hạnh nghịch cảnh của cuộc đời làm đòn bẩy để họ nỗ lực vươn lên, làm lợi mình, lợi người, giúp ích cho xã hội rất nhiều. Cho nên ông cha thường khuyên: tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Trong kinh điển Phật giáo nói cõi Ta Bà này là phàm thánh đồng cư độ, một trong bốn độ. Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt thịt của phàm phu tục tử, đối xử với người nghèo hèn xấu xí mà rẻ rúng khinh bỉ họ, có khi tìm cách hãm hại họ vì tài năng của họ hơn mình, vân vân, thì hãy coi chừng, biết đâu họ là Bồ Tát thị hiện, tương lai chúng ta sẽ bị quả báo sẽ đến không sớm thì muộn. Quả báo không đợi đến kiếp sau, mà nó sẽ đến ngay trong đời hiện tại. Định luật nhân quả rất công bằng. Chúng ta qua mặt được người phàm, còn để với chư Phật Bồ Tát thiện thần vân vân và bao nhiêu kẻ khuất mặt, họ đều biết hết việc làm của chúng ta. Vì thế cổ đức thường nhắc nhở về chữ tâm rất quan trọng. Chúng ta hạnh phúc hay khổ đau cũng do tâm này mà ra. Ba điểm như sao sáng, nét cong như trăng tà, đọa xa hay thành Phật cũng tâm ý mà ra. Nhân dịp những ngày xuân, tôi xin nêu ra hình ảnh hóa thân của Bồ Tát Di Lặc trước. Ngài ứng hiện thân ở thế giới Ta Bà này, sống như một người bình thường. Đến khi thị tịch, Ngài mới nói rõ thân phận mình để cảnh tỉnh chúng ta nhìn lại mình, bớt tạo tội nghiệp nhân xấu mà tạo phước lành, tránh được quả báo khổ đau. Theo sách Cảnh Đức Truyền Đăng Lục đời Tống năm 1004 chép rằng: quê ngài ở Minh Châu, huyện Phụng Hóa, nhưng không ai rõ tên họ là gì, chỉ biết ngài tự xưng mình là Khiết Thử, mọi người thường gọi là Hòa Thượng Bố Đại. Buổi sáng tụng kinh xong, ngài vác cái đẩy vải rất lớn đi ra ngoài chợ, hoặc đến chỗ nọ chỗ kia để xin thức ăn. Ai cho gì ngài đều bỏ vào đẩy vải đó hết. Khi đẩy đầy rồi, ngài vác tới nơi gốc cây nào đó, rồi quy tụ các em bé, những người ăn xin,
những người thất cơ lỡ giận, các cháu mồ côi vân vân lại để phân phát thức ăn đã xin được cho họ. Khi họ ăn xong, Ngài nói chuyện đạo lý phải trái cho họ nghe, giảng đạo cho họ hiểu. Cho hết đẩy đó rồi, Ngài lại đi xin tiếp. Hễ đầy đẩy thì lại tìm một chỗ khác để phân phát cho mọi người. Hết ngày, Ngài trở về chùa, tối tụng kinh, tham thiện niệm Phật. Sáng mai thức dậy tụng kinh xong thì Ngài cũng giác đẩy đi xin như thế để cho những người đáng cho. Vì ngày nào Ngài cũng mang một đẩy vải lớn như vậy nên người ta không biết Ngài tên gì, nên đặt cho Ngài cái tên là Hòa Thượng Bố Đại. Đến khi Ngài tịch, mọi người cùng nhau đến tiễn đưa Ngài về nơi an nghỉ cuối cùng. Kỳ lạ thay, mọi người thấy nơi bàn của Ngài để lại bốn câu thơ: Di lạc thật di lạc, trăm nghìn ức hóa thân, hiện thân chỉ cho người, tự người đời không biết. Thế đấy, tâm nguyện của Bồ Tát thị hiện ở thế gian này chỉ vì làm lợi ích cho chúng sinh. Các ngài không màng đến danh lợi thị phi của cuộc đời. Phần đông các ngài thị hiện ở cõi này sống chung với chúng ta, nhưng không ai biết được. Đến khi các ngài thị tịch thì chúng ta mới biết. Kể đến, trong truyện sử Phật giáo có câu chuyện kể về hai vị đại sư là Hàng Sơn và Thập Đắc. Ngài Hàng Sơn là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, còn Ngài Thập Đắc là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Cả hai vị vốn là bạn đồng tu rất tốt với nhau. Ngài Thập Đắc thì chuyên lo việc nấu nướng trong nhà bếp ở chùa. Mỗi ngày, Ngài Thập Đắc góp nhặt các thức ăn thừa của tăng chúng rồi cho vào ống trúc, đem cúng dường Ngài Hàng Sơn. Ngài Hàng Sơn thì ngủ ở động Nguyệt Quang trên núi Thiên Thai, hàng ngày tới chùa Quốc Thanh nhận đồ thừa để ăn. Bởi vì hai vị chí đồng đạo hợp thường cười đùa chuyện trò với nhau, nên cả chùa ai cũng cho hai vị là điên cuồng. Do đó họ chẳng đếm xỉa gì tới hai vị. Họ không ai ngờ rằng hai vị là Bồ Tát hóa thân du hí nhân gian để độ những chúng sinh cần được độ. Chúng ta là đệ tử Phật, không phải là mang danh suông, mà phải thực hành theo lời chư Phật, Bồ Tát dạy. Bởi vì mỗi danh hiệu của các ngài đều biểu thị ý nghĩa hạnh nguyện sâu sắc. Từ Đức Phật Thích Ca biểu thị hạnh tịch tỉnh, cho đến Bồ Tát Văn Thù biểu thị cho Phật trí, Bồ Tát Phổ Hiền biểu thị cho Phật huệ, Bồ Tát Quán Thế Âm biểu thị hạnh nguyện cứu khổ chúng sinh, Bồ Tát Di Lặc biểu thị hạnh nguyện hỷ xả, giải thoát, an lạc, khiến nhiều người thích chiêm ngưỡng Ngài như để tìm một niềm an lạc ngay trong cuộc sống đầy rẫy khổ đau này. Không phải các ngài thành Phật, thành Bồ Tát rồi ngồi trên cao để chúng ta lạy. Khi chúng ta lạy là học theo hạnh nguyện của các ngài, thực hành ngay trong đời sống hàng ngày để chuyển hóa những thói hư tật xấu như ganh tị, tham lam, ích kỷ, sân hận vân vân, thành những đức tính tốt, từ bi, hỷ xả, đem lại niềm vui cho mọi người. Đặc biệt những ngày đầu năm có rất nhiều bà, nhiều cô đến chùa lạy Phật, đốt hương cả bó bự, làm cho chánh điện khói bay mịt mù. Lạy Phật Bồ Tát lia lịa, khấn vái tràn giang đại hải. Chúng ta đứng gần thì nghe rõ tất tần tật, đều là những chuyện cho mình và gia đình được mạnh khỏe, mùa mày bán đắt, chồng mau thăng chức, con cái đỗ đạt, có người còn cầu cho con năm mới trúng số độc đắc vân vân. Những điều cầu nguyện này không đúng với chánh pháp. Chúng ta đến chùa là tìm sự bình an, học hỏi giáo lý để làm chất liệu tu, hóa giải tâm mình, sống tốt với mọi người và gia đình được hạnh phúc ngay trong hiện tại. Trong cuộc sống, chúng ta nên mở lòng giúp đỡ mọi người. Người nào gặp nỗi đau bất hạnh, chúng ta sẵn sàng chia sẻ với họ. Đó là học theo hạnh của chư Phật Bồ Tát.
ông cha ta thường nói, có đức mặc sức mà ăn. Tâm lượng của chúng ta rộng mở bao nhiêu thì phước đức sẽ tăng theo bấy nhiêu. Chư Phật Bồ Tát không phải là đấng tối cao ban ân cho chúng ta, muốn gì được nấy, rồi chúng ta cúng dường tiền nhiều. Chúng ta hiểu như thế là quá sai. Nhân dịp đầu năm mới, tôi xin mượn 4 câu thơ của tôn nữ Hỷ Khương để kết thúc bài viết này. Kính chúc quý độc giả đón một mùa xuân an lạc. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy qua trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Xuân nở đầy trong mắt. Chính trung. Xuân nở đầy trong mắt. Mệnh đề gồm 5 từ này trích nơi cặp Sướng Hòa mà tôi thường viết tặng bạn bè trong những ngày xuân Tết. Nguyên văn cặp đối là: cả mùa xuân nở đầy trong mắt, một đóa tâm khai rực quải lòng. Được thể hiện bằng nghệ thuật tâm thư pháp, kèm theo đây mời bạn thưởng thức. Thông qua đó, chúng ta mạn đàm đôi chút về mùa xuân để làm quà tặng nhau vui xuân, vui Tết năm nay. Nếu bạn lưu ý bài viết này, tôi tin niềm vui sẽ mãi mãi ở bên bạn, bất chấp mùa xuân như thế nào. Đúng thế, sau thời sung mãn, thiều quang chín chục, khoe sắc tỏa hương, thì xuân qua đi, trôi theo dòng chuyển biến của đất trời, rồi dần dần để lộ vẻ tàn tạ xác xơ của nó, như thi sĩ thiền sư Mãn Giác đã chỉ: xuân khứ bách hoa lạc. Phải chờ đợi ròng rã 270 ngày đêm sắp tới, xuân mới quang trở lại, với hình hài đẹp hay xấu tùy theo cảm quan của mỗi người. Xuân đáo bách hoa khai. Nhưng mỗi mùa xuân hiện diện đều có vẻ đẹp khác biệt. Xuân này không giống những xuân qua, và khác lạ khi so mùa xuân tới, cũng như những mùa xuân cả mỗi đời người. Thuở thanh niên môi đỏ má hồng, thời lão trương lưng còng tóc bạc, mấy ai được hưởng vui hạnh phúc như cảnh ngộ lão bạn Sinh Châu. Thế nhưng với cách sống siêu phàm, với cách nhìn thoát tục, thiền sư Mãn Giác vẫn lạc quan, sách tấn đang hậu học: mạc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Thấy cảnh tượng tàn rụi của mùa xuân mà không thấy được trong tình thế đó mầm sống của mùa xuân đang vươn lên, nên người đời cứ mãi quằn quại trong thương tiếc, cứ mãi lưu lạc trầm luân đi tìm mùa xuân là biểu tượng của hạnh phúc. Cái mà đang tươi rói dưới ánh nắng ban mai, mầm sống đang nhú lên thì họ lại bỏ quên. Thảm kịch của nhân gian là thế đó. Nhưng làm thế nào để thấy và hưởng thụ nụ chồi xanh vừa nhú lên đêm tối đó? Thì tất nhiên là phải học và hành theo cách sống, cách nhìn của nhà thiền như thiền sư Mãn Giác. Cách nhìn đó như thế nào? Nhìn bằng tâm nhãn, tức mắt lòng, chứ không phải bằng nhục nhãn, tức mắt thật. Vâng, với cách nhìn như thế, nhìn bằng tâm nhãn, cả mùa xuân sẽ nở đầy nơi đôi mắt bạn. Nghĩa là xuân hiện diện khắp nơi nơi. Xuân biểu lộ vẻ đẹp tuyệt vời ở mọi thời gian, bất kể đang xuân hay đáo hạ, bất kể là thu liễm hay đông tàn. Bởi vì khi cánh cửa lòng mở rộng, tức thì con mắt lòng, tức tâm nhãn, sẽ nhìn thấy như thị. Hiệu quả của nó như thế nào? Thì bạn sẽ sống miên trường, vĩnh cửu với màu xuân tuyệt diệu chứ sao? Bằng cách nào để mở cửa lòng cho tâm nhãn đây? Bạn thật có phước duyên khi đặt câu hỏi ấy vào mùa xuân này, và tôi cũng thật có phước khi nói điều sau đây với bạn. Bạn ạ, quải tâm của bạn, của tôi, của mọi người vốn chưa từng khép cửa bao giờ, cũng như con mắt lòng của người đời vốn chưa từng không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài,
và những niệm tưởng bên trong. Nhưng tại sao người đời cứ mờ mịt, cứ tâm tối u mê? Đó là vì quải tâm ý đang bị bao phủ dày đặc bởi một lớp màng, trong nhà Phật gọi là màng vô minh. Màng vô minh này được hình thành do tập nhiễm những thói hư tật xấu trong đời sống thường ngày, ở hiện tại hay quá khứ. Nó kết cấu dần dần đến nỗi bạn không hề nhận biết được sự hiện diện của nó. Hơn nữa, nó lại tinh quái khiến bạn nghĩ rằng nó là của bạn, cho bạn và vì bạn mà có mặt. Thật đáng sợ phải không? Đó là những tư tưởng, ý nghĩ, cảm xúc của chính bạn. Trong nhà Phật gọi là thọ, tưởng, hành, thức, sở tri, nghiệp. Mở cửa lòng ư? Có đóng đâu mà nói mở. Bạn cứ mạnh dạn và kiên trì sử dụng ngọn lửa lòng dùng sẵn quá nơi tâm bạn, soi chiếu vào lớp băng vô minh dày đặc đó. Kiên trì và kiên trì, dần dần bức màn ấy sẽ tan rã. Khi đó tức thì bạn sẽ kêu ồ lên cho mà xem, bởi vì cả mùa xuân nở đầy trong mắt. Chính trên cơ sở những điều vừa nói mà tôi đã viết vế hai của cặp đối: một đóa tâm khai rực quái lòng. Tôi đoán rằng khi đọc tới đây bạn sẽ hỏi câu này: muốn được vậy tôi nên bắt đầu từ đâu? À, nếu bạn thật lòng hỏi như thế, rồi cũng thật lòng mời bạn chung trà thứ hai đã nguội. Vì nãy giờ chúng ta trò chuyện hơi lâu, hương vị của trà chắc đã phai nhạt, nhưng tôi biết rõ tình tự của trà vẫn còn và thêm phần đậm đà nhờ câu hỏi của bạn. Vâng, mời bạn dùng trà và cùng thảo luận tiếp, mở đầu trả lời câu hỏi: nên bắt đầu từ đâu? Tôi muốn mời bạn xem một đoạn văn sau được trích từ quyển Thiền Tông Vô Môn Quang. Đoạn văn như sau: bàn thứ 48, một đường của Càn Phong. Chư Phật khắp mười phương cũng chở một đường niết bàn, không biết đầu đường ở đâu. Sư cầm gậy vạch một đường nói: đây. Sau đó vị tăng đem chuyện ấy hỏi thiền sư Vân Môn. Thiền sư cầm quạt giơ lên bảo: quạt nhảy một cái lên tận tầng trời thứ 33, gõ lỗ mũi đế thiếp con Lý Ngư ngoài biển Đông, đáng một hèo. Trời mưa như trút. Lời bàn: một người đi dưới biển sâu, bụi bay mù mịt. Một người đứng trên đỉnh cao, sóng trắng ngất trời. Nắm đứng dông buồm đi, mỗi bên đều trở ngón mà nêu rõ tông phong. Thực giống hai con ngựa chạy đụng vào nhau, trên đời e chẳng có ai rõ được lẽ đó. Xét lại cả hai ông lão cũng không biết đâu là đường ở đâu. Kệ tụng: chưa bước chân đi đã đến rồi, môi chưa hé mở đã nên lời. Cho dù trăm việc đều như thế, còn một đường lên phải biết nơi. Xem, đọc và nghiền ngẫm đoạn văn trên, bạn biết nên bắt đầu từ đâu chưa? Tôi nhớ ngày trước khi học bài này, tôi không hiểu gì cả. Văn thơ Thiền Đường có đặc tính như thế, nó khiến người đọc, người xem phải để tâm, để ý, trầm tư, suy nghĩ nhiều lắm thì may ra mới lãnh hội được ít phần. Suy nghĩ dần lâu mà vẫn chưa dở lẽ, tôi bèn tham vấn sư phụ. Tôi hỏi: kính bạch thầy, đại ý đoạn văn trên là thế nào? Thầy đáp: con không nghe người ta thường nói, không vào hang hùm sao bắt được cọp con hay sao? Sáng tay áo lên như các bác nội trợ ấy, muốn ăn phải lăn vào bếp, xông thẳng đến phía trước như các chiến sĩ ấy. Thiên đường hay địa ngục được quyết định ngay từ chỗ xông tới hay thụt lùi. Các bạn, tôi phụ trách quản lý thư viện nhà chùa, nơi có nhiều đầu sách về giáo lý đạo Phật. Tôi thường thấy các bạn tìm và đọc quyển Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Tôi thường chứng kiến nhiều cụ già chẳng hiểu gì về giáo lý nhà Phật. Các cụ chỉ chuyên niệm danh hiệu của Đức Phật, Bồ Tát, vậy mà cụ nào cũng vui tươi
khi đi chùa lễ Phật hàng ngày. Cuộc đời nhiều nỗi nhiều khi hầu như chẳng có tác dụng gì đối với sinh hoạt của các cụ. Tôi cũng có quen với các vị tu học theo pháp môn thiền. Tôi nhận thấy các vị phóng khoáng lắm. Việc đời mọi sự hình như là gió thoảng mây trôi đối với các vị. Ngần ấy sự gợi mở có giúp bạn đi tìm? À mà không, nó chỉ giúp bạn tham khảo. Chính bạn phải giải quyết vấn đề của bạn. Vấn đề nên bắt đầu từ đâu để cả mùa xuân nở đầy trong mắt, cho dù bạn đang ở bất cứ nơi nào, bất cứ thời nào và gặp bất cứ ai. Dân, tôi muốn mời bạn uống chung trà thứ ba. Cả mùa xuân nở đầy trong mắt, một đóa tâm khai rực quải lòng. Trân trọng. Viết tại Thư viện Xá Lợi, mùa xuân năm 2013. Bụng ông Phật cười, hạnh phương. Chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Phật Di Lặc đương lai hạ sanh từ thị, ai cũng thấy hoan hỷ, ai cũng thấy mình được vui lây với nụ cười của Ngài. Nụ cười của Ngài thật là lạ, cười gì mà căng hết cả đường gân sứ thịt của khuôn mặt, cười gì mà phô ra ngoài hết tất cả hàm răng, cả đầu lưỡi, cười rứa mà so thấy khuôn mặt của Ngài vẫn cứ đẹp lạ lùng. Khuôn mặt Ngài vẫn cứ tròn đầy 32 tướng tú, 80 vẻ đẹp của chư Phật ba đời. Hỏi thử vô lượng chúng sinh ở cả ba cõi, ai dám chê nụ cười của Đức Từ Thị ấy nhỉ? Đúng là một ông Phật cười, và đúng là một nụ cười tuyệt vời siêu đẳng. Hàm nhan di tiếu, tiếu thế gian nan tiếu chi nhân. Dân, đúng là một ông Phật miệng luôn luôn nở nụ cười, và luôn cười được với những điều mà người ở đời chỉ có thể phải mếu, phải khóc, phải cao mặt mà thôi. Nụ cười ấy đẹp gấp trăm ngàn lần những nụ cười nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc. Nụ cười ấy đẹp gấp mười mươi những nụ cười má lúng đồng tiền của những nhan sắc hoa ghen thua thắm. Vì sao? Vì nụ cười được trước những điều người đời phải chảy máu mắt, phải đứt từng khúc ruột. Là vì nụ cười ấy vốn hiện khởi hồn nhiên trên đôi môi tươi thắm của Ngài, vốn do từ một tâm thức sạch trong, thanh tịnh, không còn thoáng gợn chút bụi hồng li ti phiền não nào của lục dục thất tình, của hỷ nộ ái ố. Nụ cười luôn hiện rõ phẩm chất từ ái, thuần nhiên như nhiên. Ôi nụ cười của ông Phật cười sao mà dễ thương đến thế. Thường khi chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Từ Thị, ai cũng thấy rất rõ nụ cười trên đôi môi tươi tắn của Ngài. Ai cũng thấy mồm một nụ cười tràn trề hỷ lạc trên khuôn mặt Ngài. Riêng tôi, thú thật, tôi còn thấy cả nụ cười nơi cái bụng của Ngài nữa. Có ông Phật chi mà lạ rứa nhỉ? Ông Phật chi mà quanh năm suốt tháng, cả ngày lẫn đêm cứ phanh cái bụng trần của mình ra cho cả tam thiên đại thiên thế giới cùng ngắm. Trực giác đầu tiên của tôi khi chiêm ngưỡng cái bụng của ông Phật cười là tôi nhận ra ngay cái đức tính bao dung, rộng lượng, sẵn sàng tha thứ chứa trong cái bụng ấy. Cái bụng của ông Phật cười chắc chắn là không phải cái bụng bia phàm tục, bụng rượu thịt của những kẻ tham lam tật đố, cái bụng thị oai hống hách của kẻ chuyên quyền ghế cao chức trọng. Người xưa từng ca ngợi cái bụng của ông Phật cười: đại đổ năng dung, dung thế gian năng dung chi sự. Nghĩa là cái bụng lớn có thể dung chứa, luôn chứa đựng được tất cả những việc, những điều mà người đời không dung chứa được. Vì sao cái bụng ông Phật cười lại có một chức năng siêu quần bạc chúng đến thế? Kìa, cái anh chàng nọ mặt bừng bừng sát khí, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù mà chưa làm được. Gặp ông Phật cười, anh ta hùng hùng hổ hổ lấy hai tay đấm bụng ông, toàn trút cục sân cục hận vào ông. Thế là ông Phật cười phanh cái bụng của ông ra cho to thêm lên mà hứng lấy tất cả.
kìa, cô ả hoàng thư ghen chồng sắp mưu bày kế, toan làm cho những kẻ trót dối gian yêu trộm nhớ thầm phải nhìn chẳng được nhau mà chưa có cơ hội thực hiện. Gặp ông Phật cười, ả toàn trút cả cái bầu tâm sự ghen tuông, thì gặp ông Phật cười cũng sẵn sàng phanh bụng ông ra, cười ha hả nhận lấy. Nói tóm lại, bao nhiêu thương yêu hờn giận, tham lam tật đố của cả nhân loại, của cả vô lượng vô biên chúng sinh nơi tam đồ lục đạo, toàn trút vào Ngài, Ngài lãnh đủ. Từ cái mệnh đề dung thế gian nan dung chi sự, bất giác tôi khởi thắc mắc ngộ nghĩnh mà cứ vướng víu ái ngại ấy nấy khi toàn thốt lời bộc bạch với Ngài. Tôi cứ lấy làm thắc mắc sau cái bụng của Ngài ăn nhiều thứ đến thế mà không no, sao Ngài không bị thương thực nhỉ? Cỡ như bao nhiêu cái bụng bự của các bậc bề trên ở cái cõi Diêm Phù Đề này mà ăn đủ thứ ấy thì phải bể ngay thôi, chứ làm sao duy trì được cái bụng tham mà chỉ nhờ vào một khoanh dây nịch. Tôi chợt nhớ rằng từ tâm hùng lực đại bi đại trí của ba đời chư Phật có khả năng chuyển hóa vô cùng màu nhiệm. Tôi quay lại nhìn cái bụng ông Phật cười, tôi thấy ngay nơi cái bụng của Ngài cũng có nụ cười giai đại hoan hỷ. Hình như tất cả tham lam sân hận kiêu căng tật đố của thế gian đem trút vào cái bụng của Ngài thì tất cả đều thành thuốc hay, tất cả mọi thực phẩm độc hại chết người khi vào bụng Ngài đều hóa thành thức ăn thiền định, thức ăn vui lành nhẹ nhõm thanh thoát. Chỉ có vận dụng sức mạnh thần kỳ chuyển hóa như vậy của chư Phật ba đời, cái bụng ông Phật cười mới cười tươi đến vậy, lỗ rúng ông Phật cười mới cười mỉm chi duyên dáng đến thế. Vì thế tôi đinh ninh tất dạ rằng nụ cười nơi bụng, nụ cười trên môi của ông Phật cười là nụ cười của chư Phật ba đời đã hoàn toàn tịnh hóa, đã tự dẹp tan tất cả u uất não phiền của cả sáu tên giặc suốt sáng tới chiều, suốt ngày đến cả đêm đeo bám quậy phá. Thú thực, mỗi khi chiêm ngưỡng hình tượng của Đức Từ Thị, của Đấng Đương Lai Hạ Sanh, của ông Phật cười, tôi luôn thấy nụ cười nơi môi, nơi mắt, nơi bụng và cả ở những đường gân sớ thịt toàn thân của Ngài. Có lẽ vì vậy mà người xưa, mà kinh điển truyền thống mới tán dương Ngài bằng cụm từ giai đại hoan hỷ. Tôi ước mong không chỉ nhân ngày mùng một đầu năm, ngày lễ vía của Đức Từ Thị, tất cả mọi người ai cũng được Ngài ban cho nụ cười của Ngài lên đôi môi mình, mà tất cả mọi ngày, tất cả mọi sáng, mọi chiều, ai ai cũng có được nụ cười, giữ mãi được nụ cười của Đức Từ Thị thường trực trên đôi môi. Ôi đẹp biết bao khi vô lượng chúng sinh, vô lượng kiếp người giữa cuộc sống đời thường luôn có nụ cười của Đức Từ Thị, nụ cười tràn đầy an lạc hạnh phúc. Bóng xuân thay áo, Thích Pháp bảo: ở đời thì ta thường mùa nào biết mùa ấy mà thôi. Bốn mùa của vạn vật được cảm thụ qua cái thấy chân thật. Xuân có hoa nở, hạ có cau xanh, thu có lá vàng, đông có tuyết trắng. Con người luôn chờ đợi sự trở về của chồi non xanh biếc, mong mỏi áng mây chiều trôi nhẹ trong những chiếc bóng, trên những tán cây cổ thụ, và nhìn thấy từng giọt sương đọng lại bên bờ thung lũng, ven đồi cỏ hoa. Mỗi ngày mỗi khác, mỗi phút mỗi giây lại qua đi trong ánh nắng tan biến núi tiếc, để lại chút ngây ngô cho những chú ong vàng vui đùa theo hơi thở của hương bay, suối reo và bóng mây phản phất nơi phương trời cao rộng. Bài ca Sương Mù của Jimmy có đoạn: chào em nhé, tôi trở lại núi đồi, trong mùa xuân tôi đón
trên cây cành hoa tươi, ánh trăng thu tuyệt vời. Mùa đông tôi trôi dạt trong mịt mù tuyết rơi, hóa thân là sương mù lẫn vào trong cuộc đời. Để rồi trong một thuở nghe em hát về tôi. Dù đi đâu, ở phương trời nào hay bản lai thế giới nào, thì chất xuân vẫn một màu uyên nguyên tròn đầy. Vì bản chất của xuân là trong ngần, đẹp như ánh trăng mười sáu, như dòng sông thu. Với ta, khi cảm nhận một điều gì đó đang bắt đầu thay đổi, thì ta thường đưa mắt nhìn lên bầu trời hay đứng ngắm đọt lá non hé chồi. Thật sự, để biết tá duyên xuân đến hay chưa thì chúng ta thường phải vọng xuân. Ban đầu cuộc sống không có cái gì gọi là miên viễn cả, chỉ tồn tại duy nhất là cái bóng. Rồi sau đó chúng ta mới cố gắng tìm cái chân. Vào mỗi buổi sáng, tôi luôn có thói quen thích quét lá rụng, và có một lần tôi thơ thẩn bước ngang qua bóng của người huynh đệ đang đi tới. Tôi chợt dừng lại và hỏi: "Thầy thấy lá rụng như thế này, thầy có thấy điều gì thật của nó không?" Thầy Ân trả lời: "Có chứ, tôi thấy tôi trong đó." Vừa nói xong thì tôi và thầy buông chổi xuống và mỉm cười. Xuân là thế đấy bạn à. Chúng ta cần buông bỏ tất cả những cái giả tạo, lớp vỏ bên ngoài, để thấy được tự tánh chân thật vốn tiềm ẩn bên trong. Chính vì thế mà suốt cả một năm trời, cây mai mới nở hoa một lần. Vũ trụ như muốn cất tiếng hót thanh tao để đáp lại lời thỉnh cầu của chúng sinh. Còn thơ của Nguyên Hiền lại cho ta thẩm thấu thêm về một thế giới bất biến, mà chỉ nơi ấy ai mở then cửa thì mới thấy hết ánh sáng rọi vào. Nâng đóa sen, mở then huyền dạng vật, ai mỉm cười cán dở hạt hư vô, quải miên trường từ bàn tay của Bụt, suốt thiên thu ấn nguyệt hiện cam lồ. Hàng ngày ta luôn sống trong ảo tưởng, nghĩ rằng mình vẫn còn sống đây, như ta vẫn đi, ta vẫn uống, và ta vẫn đang nhìn nắng lên. Cỏ úa đấy thôi, nhưng đâu có mấy khi ai biết được sự sống bắt đầu từ những sự chết. Nói thế để chúng ta mạnh dạn tiếp nhận những ảo quyền hư hao, hay chỉ sợ quá mà bỏ quên, và ở bên kia thế giới mới cho người ta nhìn ra sự trống rỗng mong chờ. Khi một câu chuyện qua đi trong ký ức cũng vậy, nó lại để lại biết bao câu hỏi như chưa từng biết gì. Đừng bao giờ em hỏi vì sao và vì sao. Dường như mùa xuân năm nào bao giờ cũng biết dè chừng khiêm tốn. Đã nói đến xuân tươi là chúng ta đang chiêm nghiệm về nét chân xuân bất tuyệt, vô khứ vô lai, mà nơi ý chỉ có cái trượng phu, cái chứng nghiệm còn lại những cái bóng nổi trôi khác lại bị xé rách trong mỗi một thời khắc. Cửa tùng đôi cánh khép, một mũi tên sáng loáng lìa dây cung, lao vút tới mặt trời nổ tung, đầy sân hoa cam rụng, phản phất bóng vô cùng. Những vọng tưởng có lúc phải nằm yên, xuôi theo dòng chảy thức biến, để lộ lên cái hư ảo hiếm hoi. Trong căn nhà đầy mạng nhện, đầy bụi bặm, cũng có nhiều tiết tấu của âm thanh, nhưng không phải thế mà chúng đánh mất đi giá trị của thực thể, cái gọi là thường tại của mùa xuân. Như nhà thơ Tuệ Nguyên cũng diễn tả cái thế của mình: "Hãy an nhiên, em hãy hát ca đi, sự sống, tình người, mùa xuân còn mãi." Bởi tưởng chừng mùa xuân vốn chân như tuyệt đối trong con mắt tích muôn. Như chúng ta thường thấy, nào là lộc non, nước xanh, mây trắng, hoa rộ khắp cõi đời. Khi đã nhận biết ra những đối tượng có mặt ấy rồi, thì chúng ta cũng dễ nhìn chất xuân trong sự sống đổi thay, vì bản chất của xuân là mộng, là huyễn. Nhờ vào thời tiết của vũ trụ, tâm tánh suy nghĩ của con người tác động
và hơi thở sáng bừng ấy mà xuân đã thay áo, mà Liên Hoa cư sĩ cũng đồng thể với thiên thu. Uống trà say ngủ trên mây, gió qua mây dở mộng rơi còn gì. Lẽ dĩ nhiên khi nói đến xuân là nói đến thiền và nói đến tình, mà chất liệu của xuân được khơi nguồn từ những cái tự do. Sau đó có người mới phân biệt nét hữu hạn của xuân. Chính vì vậy, ta đừng nên sợ hãi một khi lớp áo bên ngoài được bỏ đi, và chớ nên níu lại những ánh chớp lèo bấy lâu, mà hãy thả trôi bức tường não phiền ý để về với hư vô.